Cực hot anh em ơi, nhân dịp khai trương shop siêu sale.vn khuyến mại lập thể lên đến 100%, lắp 100k nhận ngay 200k vào tài khoản. Tự tin khẳng định là có shop uy tín chất lượng nhất game ngọc rồng online trong dịp Tết này, khi giảm giá lịch cũng như các gói dịch vụ trong game lên đến 50%. Shop còn bán vàng, bán ngọc và cung cấp rất nhiều các gói vòng quay may mắn ưu đãi chỉ với giá 1.000 đồng. Truy cập ngay shop siêu sale.vn để được trải nghiệm những dịch vụ tốt nhất nha. Ok, hello, chào tất cả anh em 9CV đang xem clip trên kênh Rồng Lộn và mình vẫn là Rồng Một Sao đây anh em ơi. Thì hôm nay, ở đầu clip thì vẫn như mọi hôm nhá, mình vẫn sẽ tặng 200 triệu vàng free cho hai bạn may mắn nhất đã like, đã đăng ký kênh Rồng Lộn cũng như là đã comment cái clip vào tối ngày hôm qua anh em nhá. Ok, rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi lấy link này. Ok, tiếp tục sao chép để đi tìm người may mắn thì mình sẽ tặng vàng free nha. Đấy, dàn cái link vào đây. Đó, tiếp tục lại lọc mấy ông xem chùa ra nha anh em ơi. Ok nào. Ai sẽ là người may mắn nhất trong cả clip này đây? Ai đây? Tuyệt vời luôn, bạn này có tên là bạn Thắng Nguyễn anh em nhá. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với bạn thứ hai. Ok, bạn thứ hai là Quân Đinh nhá. Bạn Thắng Nguyễn và bạn Quân Đinh hãy gọi là mau mau liên hệ với mình qua link Facebook hoặc Zalo bên phía dưới phần mô tả các clip hàng ngày của mình nhá. Thì có thể là nhanh chóng nhận 200 triệu vàng free từ mình. Ok, rồi thì bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu vào clip thôi anh em ơi. Áo choàng đưa buổi phân ly, cầm tay nhau biết nói gì đây. Karaoke ơi. Vâng. Hello, chào tất cả anh em 9CV đang xem clip này của mình. Và mình vẫn là Dòng Một Sao đây. Và hôm nay mình và anh em sẽ tiếp tục với clip tiếp theo về cái em đệ ma bư của mình nha anh em. Ok rồi thì tối hôm qua thì chắc là anh em cũng biết rồi anh em ạ. Rất là đau khổ khi mà mình đã mở cho thằng đệ ma bư của mình ra một cái chiêu skin 3, đó là chiêu Kaioken anh em nhé. Chán không muốn nói đấy anh em ạ. Có rất nhiều anh em khuyên mình bảo là lên đổi cái con đệ này đi, bảo là cái chiêu Kaioken không úp được anh em. Vãi trưởng thật. Không biết là anh em tối cổ hay là gì anh em ạ. Thì nói chung là cái chiêu Kaioken bây giờ ấy, thì cái việc úp ấy thì nó cũng cực kỳ là dễ dàng luôn anh em nhé. Thế cho nên là hôm nay thì để chứng minh cái điều đó thì mình sẽ thử làm cái thử thách, đó là 12 giờ úp chiêu Kaioken anh em nhé. Để xem là cái thằng đệ tử của mình ý, đó, sau 12 giờ thì sức mạnh của nó hiện tại là 1.5 tỷ. Sau 12 giờ thì nó sẽ lên được bao nhiêu sức mạnh nha anh em. Ok. Và để gọi là tăng cái tiến độ úp ý, thì chắc có lẽ là mình sẽ phải nâng cái chiêu sực kêu 3 Kaioken của nó lên cấp 7 anh em nhé. Chắc chắn phải lên cấp 7 anh em ạ. Úp để cấp 1 chắc chắn là sẽ khó khăn rất nhiều hơn rồi. Ok. Mà tôi thể cái cuộc đời tôi chưa bao giờ thoát khỏi được cái chiêu skin 3 là Kaioken anh em ạ. Nếu như anh em theo dõi các cái clip của mình lâu năm rồi bên kênh Dược Một Sao ấy, quy định công mệnh nó phải nói mình là thánh Kaioken mất anh em ạ. Ngày xưa mình cũng là người tìm ra cái giải pháp úp Kaioken đấy anh em. Ngày xưa còn là mình cái thủ thuật úp đệ Kaioken bằng cái việc là đeo đồ hồi kia ấy. Cái đợt đấy là mình nghĩ ra chứ ai. Thế mà bây giờ nhiều thằng nó cứ nhận vơ là nó ló nghĩ anh em ạ. Cái lìn thật luôn. Ok rồi bây giờ thì xem nào. Ok mình sẽ mua nâng cấp sở cứu 3 thằng đại lên cấp 7 nhé. Chắc có lẽ đây là lần thứ tư trong đời. Lần thứ tư trong đời là mình phải nâng cấp một cái chiêu skill 3 Kaioken của thằng đại lên cấp 7 anh em ạ. Một lần thì bên nick hút mì tôm siêu phẩm siêu cấp 1 này, một lần bên nick baby rồng này, mình nhớ cả một lần bên nick nào nữa mình cũng quên. Nồng nào cũng quên anh em ạ, bởi vì mình cũng làm YouTube đến nay cũng được ngót nghét 35 đấy anh em. 35 thì không biết làm được bao nhiêu cái hành trình rồi, thật sự là không thể nhớ được. Ok, như vậy là mình đã nâng cái chiêu Kaioken thằng đại mình cấp 7 rồi anh em nhé. Ây giời ơi. À, thằng đại của mình dùng được đồ cái găng gen đúng không? Tạm thời cứ úp cái này đi. Tí nữa mình sẽ mua cho nó cái găng gen sau. Bây giờ thì cũng xem nào. Ôi, 11 rưỡi đêm rồi anh em ạ. 11 rưỡi đêm rồi, thầm không biết tầm này có ông nào còn bán găng nữa hay không.
Ok anh em nhỉ. Rồi giờ anh em mình chạy qua tương lai thôi. Ngày xưa thì mình úp đệ karaoke 12 úp ở bên Color cơ. Nhưng mà bây giờ Color các thanh niên úp vàng kinh quá anh em. Sợ không có quá thì mà úp nữa. Thế nên chắc mình sẽ úp úp tương lai thôi, tạm thời úp tương lai. Khi nào lên 16 tỷ để có thể đeo được cái găng thần ấy anh em. Đây mình có găng thần này. Lúc nào đeo lên lúc nào lên 16 tỷ. À 15 tỷ chứ. 15 tỷ. Đó, lúc nào úp lên 15 tỷ đeo được cái găng thần này rồi qua có lỗ úp sau. Lúc ý thì chắc có lẽ là cái sức đánh của thằng đại mình 10KS nổi quá ấy. Chàng đưa buổi phân ly cầm tay nhau biết lỗi gì đây karaoke ơi. Đây có lẽ mình sẽ úp bên cái map cell 3 nhá. Úp bên cell 3 có lẽ là úp karaoke nó là tối ưu nhất anh em ạ. Hey. Tầm này đến sự kiện Halloween. Bây giờ mới là tháng 3. Ôi, 8 tháng nữa mới đến sự Halloween đúng không? Rồi chắc đéo dám nghĩ đến cái Halloween để mà đổi skill đây anh em. Bởi nếu như mình có úp từ bây giờ ấy thì chắc là tầm 2 tháng đợi mình nó mắc mất. Mắc mẹ rồi thì cần đợi Halloween rồi đó. Mà nếu như có Halloween ấy, thì chắc là mình cũng nếu mà đệ mặc mình mắc rồi ấy, mà có Halloween thì chắc mình cũng không đổi skill đâu. Bởi vì đã úp lên bằng karaoke thì để đấy chứ đừng làm đéo gì nữa đúng không anh em. Để mẹ làm kỷ niệm. Ôi thằng đại mình đâu. Vãi lìn thật, vừa ra đấy nó thôi đã chết rồi. Chờ tí cho nó hồi sinh nha anh em. Trong lúc đợi thằng đệ nó hồi sinh ấy. Đây từ từ đã anh em. Quay cả màn hình đây rồi. Mình chặt cái PC đi. Ok. Quay cả màn hình này. Rồi. Đây, trong lúc đợi thằng đệ nó hồi sinh thì anh em mình chạy qua page Ngọc Rồng chơi tí nhá. Đây, lại mình thấy admin khoe này. Sáng giờ mod mai hỗ trợ bên phần tin nhắn cào muốn hư bàn phím luôn. Chắc AD mua bàn phím ship cho mai quá. Tình hình là bên diễn đàn ấy, cũng như bên page ấy, thì admin mới tuyển được thêm người hỗ trợ lỗi rồi nha anh em. Thì nếu như anh em đang có cái lỗi gì ở trong game anh em đang gặp phải, bất cứ một cái lỗi gì thì anh em cứ liên hệ về page của Ngọc Rồng Online nhé. Đây ấn vào Ngọc Rồng Online này. Liên hệ nhớ phải liên hệ ở page chính thức nha. 444.100 người thích kìa. Chứ đừng liên hệ với mấy thằng fake nhờ, hơi bị nguy hiểm đấy. Đây có phần nhắn tin này anh em. Đây anh em cứ nhắn tin cho nó. Đấy. Nhắn tin anh em gặp lỗi gì cứ nhắn vào đây. Nhắn trực tiếp đây hoặc là có lên diễn đàn đăng tút nhờ kiểm tra cũng được. Hello admin cái. Hello admin. Admin tên là Mai à? Mai đúng không? Mai con bà Giang đúng không? Ok rồi, vì bây giờ anh em mình sẽ quay trở lại với game nào. Mai con bà Giang, Giang con bà Mai. Đâu Ngọc Rồng on PC ra rồi. Đây, tiếp tục quay trở lại. Thằng đại nó lại chết rồi hay sao? Đây con ở đây nè. Đây thì úp đại karaoke thì cứ nhảy như này thôi anh em. Đó, quái ra thằng đại bắn ngay mà lại ông nào vào đây úp này. Nhìn thật. Đấy. Cứ nhảy lên này thôi là thằng đại nó sẽ không đánh karaoke anh em nhé. Không phải là không đánh mà nó có đánh nhưng mà đánh thì nó cũng không bị nó cũng không bị tổn thương nhiều anh em. Nói chung là nó vừa phi con quái phát là mình nhảy lên là cũng chạy về rồi. Đấy anh em. Thế là nó cứ nhảy lên nhảy xuống nó đánh như này thôi, bắn karaoke này thôi. Nói chung là nếu mà bảo là úp được ngon 100% như những con đệ thường thì chắc là sẽ là không bao giờ được rồi. Gọi là
đến 80% thôi. Nhiều khi đánh như nhảy lên đánh cao ken bỏ mẹ ra. Đấy anh em thấy chưa? Nó đánh thì một vài phát nó nhảy lên đánh cao ken. Ok, hiện tại thằng đệ của mình đang là 1 tỷ 5 sức mạnh nhá. Và bây giờ mình sẽ dừng clip đây. Hiện tại đang là 11 giờ 35 phút này. Đó. Hẹn gặp lại anh em vào 11 giờ 35 phút trưa ngày mai nhá. Mình sẽ show cho anh em xem cái thành quả của mình sau 12 tiếng anh em ạ. Mình úp thằng đại bư thì nó sẽ lên được bao nhiêu sức mạnh với một cái skill 3 đó là Kaioken nhá. Ok. One eternity later. Ok ok, tiếp tục với clip úp đệ Kaioken nào anh em ơi. Đúng là thanh xuân thì như một tách trà, úp con đệ Kaioken mất bà nó thanh xuân luôn anh em ạ. Công nhận luôn. Con đệ Kaioken nó úp lâu vãi nìn anh em ơi. Đấy, hôm qua thì mình tính là úp ở bên map Sen 3 bên tương lai anh em. Nhưng bên đấy nó đông dã man anh em ạ, không thể nào mà KS nổi quái luôn. Nên là mình đã chấp nhận ngậm ngùi qua cái lại cái map huyền thoại để úp đệ Kaioken đây. Đó chính là map khe núi tử thần anh em nhá. Cái map này thì đúng là cái map huyền thoại úp đệ Kaioken của mình rồi anh em ạ. Đó, thì đây không linh tinh lên thêm thì thằng đệ của mình nó đã lên được 3 tỷ 426 triệu sức mạnh nha anh em. Lâu dã man anh em ạ. Nếu như mà con đệ thường mà mở ra skill Thái Dương Hạ San hoặc là tái tạo năng lượng ấy, chắc bây giờ nó đã lên được tầm 5 tỷ rồi anh em. Tầm này mình cũng không biết là còn x2 là không nữa. Thật sự bây giờ không biết tầm này còn x2 không nhỉ. Tại vì league mình 60 tỷ rồi anh em. Thế nên là mình thật sự là không thể biết được thằng đệ của mình nó đánh được bao nhiêu tiềm năng sức mạnh anh em ạ. Mà có biết được nó là có x2 hay là không ấy. Thật sự luôn. Cái tiềm năng này nó được quá là ít luôn nên là mình cũng chả để ý. Ôi vãi lìn siêu quái cơ. Đấy. Siêu quái cái là lại phải chạy để cho nó đánh tiếp anh em ạ. Đấy anh em. Kaioken nó bất lực ở cái là cứ thỉnh thoảng ấy nó lại hung hăng nó phi lên nó đánh. Đấy anh em thấy chưa? Thỉnh thoảng nó lại phi lên nó đánh con quái anh em ạ. Thế là nó cứ thế nó đấm thôi. Nó đéo chuyển Kame nữa. Sau cái clip này chắc có lẽ là mình sẽ bỏ cái găng. À quên, mình sẽ bỏ cái radar này đi anh em ạ. Cái radar này nếu mà có úp thì chỉ úp được mấy con. Ai đến nhà nó không gì ta. Đến nhà hàng xóm anh em ơi. Cái radar này ấy, nếu mà có úp những con đệ skill như là tái dựng ở san hay là tái tạo năng lượng thì ngon thôi anh em. Chứ Kaioken thật sự là cái dòng biến 5% tấn công thành ki ấy, nó là quá thừa thãi anh em ạ. Với một con đệ Kaioken của mình chắc là mình sẽ chỉ ép cho nó cái viên. Thay vì cái việc là ép cái viên 5% tấn công thành ki ấy, mình sẽ ép lại cho nó thành 5% hồi ki anh em ạ. Đó. Vẫn những cái chỉ số này thôi. Bỏ mỗi cái tấn công này kia thay đó vào cái hồi kia là ok mà. Đó. Đây cho anh em xem chỉ số này. Tháo avatar, tháo ít ra cho anh em xem cho nó rõ nhé. Đó. Đầy dương à? Đâu? Lag. Đây anh em. Sức đánh được 4k8 nha. Sức đánh 4k8 đây này. HP với ki cũng khá là đều đúng không? Giáp thì cũng cộng là ổn thôi. 3 tỷ 4 sức mạnh mà giáp mới có là 659. Anh em thấy nó có ổn không? Thế mình thấy cũng gọi là ổn phết anh em. Ok, rồi mình vừa ăn cơm trưa xong anh em. Chắc có lẽ là clip này thì mình cũng xin dừng đây thôi nha. Hẹn gặp lại anh em ở clip ngày mai nhé. Nếu như anh em muốn tiếp tục theo dõi cái hành trình úp con đệ Kaioken này của mình ý, thì đừng có tiếc gì cho mình xin một like, một đăng ký kênh nhé. Và nhớ đến cái chuông để giúp mình đến đề xuất nha. Ok, bye anh em. Và chúc anh em buổi chiều vui vẻ nhé. Cực hot anh em ơi, nhân dịp khai trương shop siêu sale.vn khuyến mại lập thẻ lên đến 100%, lập 100k nhận ngay 200k vào tài khoản. Tự tin khẳng định là có shop uy tín chất lượng nhất game ngọc rồng online trong dịp Tết này khi giảm giá lịch cũng như các gói dịch vụ trong game lên đến 50%. Shop còn bán vàng, bán ngọc và cung cấp rất nhiều các gói vòng quay may mắn ưu đãi chỉ với giá 1.000 đồng. Truy cập ngay shop siêu sale.vn để được trải nghiệm những dịch vụ tốt nhất nha.